Như vậy là đã hơn một năm trôi qua kể từ khi cộng đồng game thủ Việt Nam được tiếp cận với League of Legends Wild Rift hay Liên minh huyền thoại Tốc Chiến, một tựa game có thể coi là một phiên bản thu nhỏ của Liên minh huyền thoại được tối ưu hóa cho nền tảng di động. Chúng ta ai ai cũng biết, Tốc Chiến có rất nhiều điểm giống với Liên minh, từ quy luật game, cấu trúc bản đồ, các vị tướng, các bộ kỹ năng, vân vân và mây mây. Nhưng rõ ràng giữa hai tựa game này vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Vậy cụ thể chúng khác nhau như thế nào? Hãy cùng Phê Game phân tích một cách chuyên sâu trong video ngày hôm nay nhé! Chúng ta hãy cùng bắt đầu với sự khác biệt dễ thấy nhất giữa hai tựa game, đó chính là về đồ họa. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, bạn cũng có thể thấy Tốc Chiến và Liên Minh không có cùng một kiểu thiết kế. Trên thực tế, Tốc Chiến được xây dựng dựa trên engine game Unity, trong khi Liên Minh Huyền Thoại vốn được dựng bằng tổ hợp các công cụ thiết kế hỗn hợp bao gồm C++, C#, Lua, ActionScript và một số công cụ khác. Điều này lý giải vì sao trong video hé lộ về Tốc Chiến, Michael Chao, người điều hành cả dự án đã thừa nhận rằng Rito đã phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu, từ thiết kế model, địa hình, vật thể, cho tới việc cốt lại các cơ chế trong game. Tất cả mọi thứ đều trông na ná với Liên minh huyền thoại, nhưng thực ra lại rất khác biệt. Đặc biệt là ở hoạt ảnh chuyển động của các nhân vật, bạn sẽ dễ dàng nhận ra chuyển động của Tốc Chiến có phần mềm mại và uyển chuyển hơn, trong khi ở Liên minh huyền thoại thì chúng khá thô và gãy gọn. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, studio người ta chuyên dựng phim và viết nhạc mà, mất hơn chục năm để cải thiện đồ họa là đúng rồi. Ngoài ra, như các bạn có thể cảm nhận thấy, tỷ lệ nhân vật với môi trường trong Tốc Chiến có sự chênh lệch rõ rệt. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về yếu tố này trong phần tiếp theo của video. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất giữa hai tựa game thì chắc chắn đó chính là bản đồ. Bản đồ của Tốc Chiến về cơ bản giữ đúng cấu trúc của Liên minh huyền thoại. Mục tiêu của hai bên vẫn là nhà chính Nessus, vẫn có 3 đường, 2 rừng, 1 con sông, vẫn có Baron, rồng, sứ giả, quái bùa đỏ và bùa xanh, vân vân. Với những người chơi Liên minh huyền thoại lâu năm, mọi thứ đều trông giống hệt. Tuy nhiên, tỷ lệ nhân vật với bản đồ thì không. Thật ra bản đồ của Tốc Chiến sẽ nhỏ hơn bản đồ của Liên minh huyền thoại khá nhiều. Việc giảm kích thước bản đồ sẽ làm rút ngắn những khoảng cách trong game đi, bạn sẽ ra lên nhanh hơn, đảo đường nhanh hơn, có thể gọi hỗ trợ hoặc can thiệp vào những giao tranh sớm hơn so với Liên minh huyền thoại trên PC. Đặc biệt, sự tiện lợi này sẽ ảnh hưởng tới cả 5 vị trí trong game, chứ không riêng gì vị trí người đi rừng, giúp đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên rõ rệt. Vì thế, nếu đường của bạn đang gặp nguy hiểm, đừng ngại bật chat lên và nói những dòng chữ yêu thương. Các bạn ơi, các bạn nhân viên ơi, vào hỗ trợ mình với. Bên cạnh việc giảm kích thước bản đồ, Tốc Chiến còn sở hữu một số thay đổi nhỏ về vị trí các bụi rậm cũng như cấu trúc một số địa hình. Ví dụ như phần đường vòng ở hai góc bản đồ của Liên minh huyền thoại, ở mỗi đường, một cây quả hồi máu sẽ được đặt ở gần trụ đầu tiên, giúp người chơi bám đường được lâu hơn cũng như khiến việc giao tranh trở nên ít đáng sợ hơn. Nhìn một cách tổng quát, bản đồ của Tốc Chiến đối xứng hơn, cân bằng hơn, thậm chí game còn có tính năng tự xoay góc màn hình 180 độ cho người chơi thuộc phe màu đỏ, giúp trải nghiệm trên điện thoại được thoải mái và dễ dàng. Hơn nữa, trong tương lai gần, Tốc Chiến cũng sẽ có bản đồ nguyên tố bắt kịp nhịp update của phiên bản PC. Điểm đáng chú ý tiếp theo ở bản đồ Tốc Chiến nằm ở hệ thống phòng thủ của mỗi bên. Mỗi đường vẫn sẽ sở hữu đủ 3 lớp trụ, nhưng các trụ sẽ không có khiên nữa. Sức mạnh của các trụ cũng được tinh chỉnh để cân bằng với tốc độ game. Hơn nữa, cơ chế nhà lính siêu cấp cùng hai trụ nhà chính đã bị lược bỏ. Thay vào đó, chính công trình Nessus của mỗi bên sẽ phải tự bảo vệ bản thân nó khi lớp trụ thứ 3 sụp đổ. Đổi lại, nó cứng cáp hơn và có khả năng gây một lượng sát thương đáng kể. Sự lược giảm về sức mạnh và số lượng công trình phòng thủ như vậy đồng nghĩa với việc số lượng mục tiêu chiến lược trên bản đồ sẽ ít đi. Trong Liên minh huyền thoại, nhà chính là một mục tiêu có ý nghĩa vô cùng chiến lược. Nếu mất đi nhà lính và quân địch có lính siêu cấp, bạn vẫn có quyền gỡ gạc lại tình thế vì công trình này sẽ tự động hồi lại sau 5 phút. Hơn nữa, kể cả khi bị quân địch tràn vào căn cứ, chúng vẫn sẽ phải vượt qua thêm hai trụ bảo vệ nữa thì mới có thể chạm vào nhà chính. Nhưng trong Tốc Chiến, hàng phòng thủ mong manh hơn thế nhiều. Mất đi trụ thứ 3 là đối thủ của bạn sẽ có lính siêu cấp vĩnh viễn và chúng hoàn toàn có thể liều mạng dồn thẳng vào nhà chính để kết thúc trận đấu mà không phải đánh hai trụ bảo vệ nữa. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới nhịp độ của trận đấu, khiến game đấu dễ ngã ngũ hơn bao giờ hết. Như vậy có thể nói, mục đích thiết kế của Rito với Tốc Chiến đã rất rõ ràng. Họ muốn tạo ra một trải nghiệm game di động đề cao sự tốc độ và nhanh nhẹn. Họ muốn rút ngắn thời gian của mỗi trận đấu và đẩy nhanh nhịp độ giao tranh, đồng thời phải làm thế nào đó giúp người chơi điều khiển một cách thuận tiện nhất có thể. Nói thẳng ra là game phải dễ hiểu hơn Liên minh huyền thoại. Để thỏa mãn mục tiêu đó, thay đổi về bản đồ là không đủ, và Rito đã đưa ra rất nhiều chỉnh sửa quan trọng cho phần cơ chế gameplay của Tốc Chiến. Bài toán đầu tiên của Tốc Chiến nằm ở hoạt động điều khiển, và đây cũng là một bài toán khó của mọi tựa game MOBA khác trên di động. Nếu như trên PC, người chơi được linh hoạt tùy biến với cả bộ chuột, bàn phím, cho phép mô phỏng lại vô cùng nhiều các hoạt động với tốc độ thao tác nhanh tới mức không tưởng, thì trên thiết bị di động, tất cả những gì bạn có là hai ngón tay cái. Với sự giới hạn về khả năng điều khiển sẽ trở thành một rào cản lớn, nhất là đối với những người thích chơi những vị tướng có tốc độ cao hay đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Vì thế, khi thiết kế game MOBA trên di động, các nhà phát triển sẽ buộc phải cân nhắc đến việc giảm tải thao tác khi chơi game. Và trong Tốc Chiến, thao tác được lược giảm nhiều nhất, đó chính là việc định hướng. Khác với Liên minh huyền thoại,
Tốc chiến cung cấp một hệ thống hỗ trợ định hướng tiện lợi cho người chơi, các đòn đánh được máy học ưu tiên vào mục tiêu thấp máu nhất trong khoảng cách khả thi. Các kỹ năng giờ đây cũng được hỗ trợ tự động định hướng mà không yêu cầu người chơi phải chỉ định chính xác nữa. Trong giao tranh tổng, hình đại diện của mỗi tướng địch cũng sẽ hiện lên màn hình dưới dạng nút bấm để bạn có thể lựa chọn dồn sát thương vào mục tiêu bạn mong muốn. Nhờ thế, người chơi sẽ không cần phải quá căn ke mà vẫn khiến kẻ địch trúng chiêu, trong khi nếu muốn làm được như thế với Lê Minh Huyền Thoại, chắc chắn bạn sẽ phải dùng tool hack. Ngoài giản lược việc định hướng trong game, Tốc chiến của Rito cũng chủ trương đưa ra một hệ thống tài nguyên đơn giản dễ dàng. Như chúng ta đều biết, muốn thăng tiến sức mạnh trong một tựa game MOBA thì chúng ta buộc phải kiểm soát và kiếm tài nguyên. Trong Liên minh huyền thoại, có hai loại tài nguyên cốt lõi là tiền và kinh nghiệm. Người chơi có thể kiếm được hai nguồn tài nguyên này thông qua việc farm lính, farm quái rừng, phá hủy công trình hoặc tham gia tiêu diệt tướng địch. Trong tốc chiến, kết hợp với cơ chế hỗ trợ chỉ định, giờ đây người chơi không bắt buộc phải last hit lính để kiếm tiền nữa. Khi một minion chạm ngưỡng thấp máu, sẽ có một khoảng thời gian delay nhỏ nhỏ trước khi nó thực sự chết để bạn có cơ hội last hit, và kể cả khi bạn trượt thì bạn vẫn nhận được một lượng tiền tương đối chứ không phải trắng tay. Hơn nữa, tỷ lệ lính bị thay đổi, mỗi đơn vị lính tiêu diệt cũng cho lượng tiền nhiều hơn hẳn so với Liên minh huyền thoại. Đi kèm với đó là lượng kinh nghiệm khá lớn, giúp cho người chơi dễ lên cấp, lấy được các kỹ năng mạnh, mua được những món đồ quan trọng để giao tranh sớm hơn. Đồng thời, các vị tướng và các món item cũng sở hữu nhiều điểm khác biệt mà chúng ta sẽ bàn tới ngay sau đây. Tính tới thời điểm hiện tại, Wild Rift đã đón nhận hơn 70 vị tướng được bê nguyên si từ Liên minh huyền thoại sang, với hai vị tướng mới là Kama và Sen vừa mới được thêm vào gần đây. Con số đó thậm chí còn chưa được một nửa so với tổng số trên 140 tướng hiện nay của Liên minh huyền thoại. Bể tướng là một trong số những yếu tố chính ảnh hưởng tới meta của game, vì càng có ít sự lựa chọn, các game đấu sẽ càng thiếu tính đa dạng và những vị tướng mạnh sẽ càng ít khi bị khắc chế. May mắn hơn so với Liên minh huyền thoại một chút, tốc chiến hiện nay ít chịu ảnh hưởng từ kinh nghiệm 200 năm cân bằng tướng của Rito, một phần vì đội ngũ làm game mobile khác hẳn với đội ngũ làm game PC và một phần vì việc cân bằng trong tốc chiến đòi hỏi rất nhiều sửa đổi. Để có thể khiến cho các vị tướng trở nên dễ sử dụng hơn, vừa khiến mỗi tướng có sức mạnh phù hợp với tốc độ của trận đấu, nhà phát triển đã áp dụng một số tinh chỉnh thú vị. Đầu tiên phải kể tới đó là ngưỡng thăng cấp của người chơi. Thay vì 18 cấp độ như Liên minh huyền thoại, tốc chiến giảm số level tối đa xuống còn 15, với lượng kinh nghiệm yêu cầu để lên cấp cân bằng và phù hợp với nhịp độ game. 15 level này vẫn chia đều cho bộ 4 kỹ năng chính của mỗi tướng, nhưng các kỹ năng thường sẽ chỉ có thể nâng lên tối đa 4 điểm và chiêu cuối là 3 điểm. Người chơi cũng có quyền lấy chiêu cuối sớm từ level 5, nghĩa là chỉ sau khoảng vài phút kể từ khi game bắt đầu. Đặc biệt, thời gian hồi chiêu của tất cả các tướng đều ngắn hơn, thời gian hồi sinh cũng nhanh hơn, cho phép người chơi quay lại với trận đấu dễ dàng, buộc các cuộc giao tranh xảy ra gần như là liên tục. Về các kỹ năng, có hàng chục những thay đổi nhỏ nhỏ mà chúng ta sẽ không có đủ thời gian trong video ngày hôm nay để liệt kê ra bằng hết. Một số thay đổi có thể nói là rất phù hợp với định hướng ban đầu của tốc chiến, nhưng một số thì chúng ta nên thừa nhận là quá mạnh đi. Loại thay đổi thông dụng nhất có thể kể tới là việc chuyển đổi những kỹ năng chỉ định mục tiêu sang định hướng đơn thuần, giúp làm giảm tính phức tạp của kỹ năng, cho phép người chơi sử dụng nó một cách linh hoạt mà không cần phải chỉ định chính xác. Ví dụ như hỏa cầu của Annie hay hộ thể của Lee Sin, một số kỹ năng từng là bị động ở bản PC nay được phép kích hoạt cho một số hiệu ứng phụ trợ như mũi tên bạc của Vayne hay cháo bài của Twisted Fate. Một số kệ năng thì bị sửa đổi lại cơ chế hoạt động như Syvana được thêm cơ chế tận dụng sức mạnh của rồng khi bị hạ gục. Một số khác thì đổi cơ chế điều khiển như chiêu cuối của Ashe hay chiêu du hành không gian của Aurelion Soul cho phép người chơi đèo lái hướng đi của chúng. Kể cả là kỹ năng phụ trợ như Flash, Thiêu đốt, Hồi máu, vân vân, thời gian hồi chiêu của chúng cũng ngắn hơn, trong khi hoạt ảnh biến về đã được rút lại còn 5 giây. Còn các bạn thấy kỹ năng nào trong tựa game tốc chiến là bá đạo nhất? Hãy cùng chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé! Ngoài bộ kỹ năng, hệ thống bảng ngọc phụ trợ và hệ thống trang bị của tốc chiến cũng là những thứ đáng được lưu tâm. Thông thường, rất ít ai có thể nắm rõ sức mạnh của từng loại ngọc bổ trợ, hiểu chắc vì sao nên dùng ngọc này thay vì ngọc kia, và phối hợp làm sao tạo ra một combo tốt nhất. Những chuyện đó đều không còn là vấn đề trong tốc chiến, vì tuy không đa dạng như Liên minh huyền thoại, chúng lại đơn giản và dễ hiểu hơn. Bạn có thể nhìn và xác định chính xác mình cần sử dụng bảng ngọc nào mà không cần tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu hay tham khảo trên Internet. Về phần các trang bị trong game, tốc chiến cũng chưa sử dụng hệ thống phân cấp item theo kiểu thần thoại hay huyền thoại và vẫn còn giữ lại một số trang bị đã từng bị biến mất khỏi Liên minh huyền thoại, cho phép người chơi lên những bộ trang bị sở hữu gộp cả sức mạnh của nhiều món đồ lớn, ví dụ như Luden và Liandry cùng lúc chẳng hạn. Trang bị dày trong tốc chiến lại thực sự có thể bật được, thường là cho người chơi hiệu ứng tăng tốc chạy và có thể nâng cấp trực tiếp thành những món đồ phụ trợ kích hoạt quan trọng như đồng hồ cát hay Die Hashtag. Tất cả những thay đổi kể trên đều phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó là làm game trở nên nhanh hơn, gọn hơn và tốc độ hơn. Tổng kết lại thì dù bê nguyên ý tưởng nền tảng của Liên minh huyền thoại sang nền tảng di động, nhưng tốc chiến lại sở hữu rất nhiều điểm khác biệt ở đồ họa, khác biệt từ bản đồ cho đến gameplay,
từ các vị tướng cho tới kỹ năng và trang bị. Sự khác biệt này không phải sinh ra một cách ngẫu nhiên, mà nó đều nằm trong tính toán của nhà phát triển. Họ muốn làm mọi thứ để tốc chiến phù hợp hơn với trải nghiệm, với nhu cầu và thị hiếu của người dùng di động. Chính vì thế, khi đem so với Liên Minh Huyền Thoại, tốc chiến thực sự đang ngắn hơn, nhanh hơn, dễ hơn mà không kém phần thú vị. Nhìn chung thì đây là một tựa game còn rất nhiều tiềm năng. Riêng tại thị trường Việt Nam, tốc chiến đã phát huy được khá tốt những lợi thế đó, dần trở thành một bộ môn thể thao điện tử có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Tính riêng giải đấu WCS đang diễn ra với số tiền thưởng khổng lồ lên tới 3,6 tỷ, gấp nhiều lần so với giải VCS hiện tại và cao hơn rất nhiều các giải đấu eSports khác trong nước. Đặc biệt, đây còn là một tựa game vinh dự được góp mặt trong danh sách thi đấu chính thức của SEA Games. Có thể nói, tốc chiến đang trên đà trở thành một tựa game thể thao điện tử vô cùng lớn mạnh.